Giới tiên tri nhận định, tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 tháng 2 năm 2022 đến thời thoát khổ, giàu nứt đấu đổ vách. Vâng, xin được chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt Thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp, Tuất là con vật đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Bính Tuất đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão và ý chí lớn, họ không ngại khó khăn, nguy hiểm. Về sau thì họ cũng có được những thành tựu lớn trong sự nghiệp của mình. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 nhâm dần của 12 con giáp có những luận cứ cho thấy tuổi Bính Tuất có vận trình hung cát đan xen. Nhưng nếu chỉ cố gắng nỗ lực hơn một chút nữa thôi, thì cần nắm bắt được vận mệnh của mình, thì chắc chắn những gia chủ tuổi Tuất trong năm 2022 và đặc biệt là tháng 2 tháng Quý Mão sẽ vất lên như diều gặp gió. Hơn nữa được tam hợp với cục diện của Thái Tuế của năm, nên trong năm mới 2022 nhâm dần thì những gia chủ tuổi Bính Tuất sẽ có được sự tương trợ từ quý thần, từ đó mà vận trình công việc được hanh thông. Con đường tài lộc cứ vậy mà thanh thang rộng mở. Vâng, và để nắm rõ được vận trình của những gia chủ tuổi Bính Tuất trong tháng 2 âm lịch này, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi video ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Người tuổi Bính Tuất sinh năm 1946, mệnh ốc thượng thổ, nghĩa là đất nóc nhà. Người tuổi Bính Tuất có tính nguyên tắc, lập trường rất cao. Họ sống theo khuôn khổ và những hệ thống quy tắc chặt chẽ. Nhiều khi ta thấy họ bảo thủ, nguyên tắc và cố chấp. Tuy nhiên, vạn nhân, vạn tính, vì mỗi người là một tiểu vũ trụ. Tính lập trường, nguyên tắc, khuôn phép, mực thước có thể giúp họ là những người bảo vệ quy tắc, quản lý, duy trì thành quả mà không ai tốt bằng. Tâm lý của tuổi Bính Tuất luôn luôn hướng tới việc bảo vệ, che chở những người khác, lấy đó là mục tiêu và là con đường duy nhất trong suốt quá trình hoạt động của mình. Bảo vệ người khác với những hệ thống phép tắc, quy phạm chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời, là khuôn vàng, thước ngọc, hệ quy chiếu chuẩn chỉ trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện và hành xử. Thường nhật hay bất cứ một hoàn cảnh nào, họ cũng là người mô phạm, đạo đức, ung dung và hiền hậu. Người tuổi Bính Tuất mệnh ốc thượng thổ có phần khô khan trong lối sống, chỉ biết làm tốt nhiệm vụ, lại cứng rắn nên nhiều người không hợp hoặc thấy họ lạnh lùng, cô độc trong xã hội. Người tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 là những tấm gương mẫu mực rất đáng noi theo, học tập cả về đạo đức lẫn tác phong. Vì thế, họ thường trở thành những người thầy giỏi, nhà hiền triết hay các nhà quản lý tài ba. Xem tử vi tháng này của gia chủ Bính Tuất, vận trình khá ổn định, tuy không đến mức vượng phát rực rỡ nhưng cũng không có điều gì đáng lo ngại. Ở độ tuổi này, bản mệnh có thể an tâm hưởng tuổi già bên con cháu, không phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề tài chính hay con cái. Các đãi ngộ xã hội trong năm cũng rất ổn định, mưu sự có quý nhân trợ giúp, được hỗ trợ lo liệu từ đầu tới cuối và không có bất cứ một vướng mắc nào. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp Quý Âm Thủy nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 cần phải chú ý nhiều đến vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, năm nay các quý gia chủ Bính Tuất đã bước vào hàng thất thập, sự nghiệp cũng ổn định và với nhiều người thì điều này đã không còn quá quan trọng. Nhưng do bản tính hay lo lắng nên dù không làm việc bên ngoài thì quý bản mệnh cũng nghĩ cho con cháu rất nhiều, vậy nên dù giàu hay nghèo cũng ít được thanh thản, an nhàn lúc về già. Tháng này quý gia chủ tuổi Bính Tuất nên cẩn thận thị phi, tuổi già sức yếu nên giao lại việc cho con cháu xử lý, ở nhà nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe tốt hơn. Với những ai vui thú điển viên, vừa tăng gia sản xuất, chăn nuôi trồng trọt để cung cấp thực phẩm cho gia đình, lại giúp tinh thần phấn khởi, sức khỏe dẻo dai thì nên duy trì đều đặn. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Bính Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay.
Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Trên phương diện tài lộc của quý gia chủ Bính Tuất tháng này, tiền bạc đủ đầy, có của ăn của để. Hơn nữa, số có thiên lộc nên tuổi già không lo về vật chất. Tuy nhiên, tiền tài chi nhiều, hao tốn vào sức khỏe tuổi già. Mặt khác, gia chủ cũng không phải lo lắng về tiền bạc trong nhà khi con cái trưởng thành đã có khả năng cáng đáng vấn đề này. Thậm chí các khoản tích lũy từ trước đó của bạn có thể giúp đỡ được gia đình trong những hoàn cảnh đặc biệt. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng này cho thấy can chi yếu kém, sức khỏe gia chủ bất ổn, nên chú ý trong ăn uống, tránh những vùng sông nước. Gia chủ cũng cần phải chú ý, dễ bị nhiễm các chứng đau nhức gân, xương khớp, ung nhọt. Những người có tiền sử bệnh xương khớp không nên đi đến những môi trường ẩm ướt. Mùa lạnh phải chú ý giữ ấm cơ thể, tránh khiến bệnh tình trở nên nặng hơn. Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ, tuổi Bính Tuất nên để tâm tĩnh tại, thoải mái, không nên đặt nặng quá vấn đề về tiền bạc hay con cái khi mà con của mình đã trưởng thành. Nên thường xuyên đi chùa để tâm được tĩnh lặng, tập các bài tập phù hợp với độ tuổi, có chế độ ăn uống hợp lý và những gia chủ có bệnh nền cần phải thường xuyên thăm khám bác sĩ đúng lịch kỳ. Các quý gia chủ tuổi Bính Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Bính Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo tử vi, tháng này phương diện tình cảm có nhiều việc không như ý muốn, gia đạo có chuyện bất hòa, chia cách và xích mích trong nhà. Gia đình có người ốm đau, bệnh tật làm cho bản mệnh phân tán tinh thần, gia đình có tin buồn, chia xa hoặc ốm đau. Quý gia chủ nên đề phòng bệnh nạn có thể đến bất ngờ. Đã ở độ tuổi này cũng nên không thể tránh được những thời điểm bị ảnh hưởng của tâm lý tuổi già nên sinh buồn tủi. Cảm thấy không ai hiểu mình, rất cần có người bên cạnh, chia sẻ kịp thời. Nhất là với những người không còn bạn đời, con cháu cũng cần phải thường xuyên quan tâm và hỏi han. Có thể khuyến khích bản mệnh ra ngoài gặp gỡ bạn bè, đồng niên để có người bầu bạn, chia sẻ và tinh thần sẽ phấn chấn hơn. Ngoài ra ở độ tuổi này, mệnh chủ nên suy nghĩ thoáng hơn, con cái đã lớn, hãy giao quyền quyết định cho con trẻ, tránh can thiệp và quản lý quá chặt chẽ sẽ gây nên những khúc mắc giữa đôi bên. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Mão, Lục Hợp Tuất, Tam Hợp Mùi và Hợi Thành Mộc Cục, Xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân. Đối với người tuổi Bính Tuất trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 2 năm 2022, tức ngày 4 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 2 năm 2022, tức ngày 16 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 2 năm 2022, tức ngày 28 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Bính Tuất trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022.
ngày âm lịch, ngày 1 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 2 năm 2022, tức ngày 15 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 2 năm 2022, tức ngày 27 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Bính Tuất trong tháng 2 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng biết rằng mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Vận may nào chúng ta cũng có thể nắm bắt và vận rủi xui nào thì cũng có thể đẩy ra xa. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh Phong Thủy Gia Cát.